Việc ngừng sử dụng kem Berry Plus Thái Lan có thể dẫn đến sự thay đổi của làn da, nhưng điều này không nhất thiết là làn da sẽ trở lại tình trạng ban đầu. Một số người có thể gặp phải tình trạng làn da trở lại tình trạng ban đầu do mất đi sự hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt từ sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn duy trì một chế độ chăm sóc da lành mạnh và tiếp tục sử dụng các sản phẩm chăm sóc da khác, làn da của bạn vẫn có thể duy trì được sự cải thiện. Điều quan trọng là tiếp tục theo dõi và điều chỉnh chế độ chăm sóc da của bạn để đảm bảo làn da luôn ở trạng thái tốt nhất có thể. Vì càng lớn tuổi thì da càng cần phải được chăm sóc kỹ chứ không như thời đôi mươi nữa. Để đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng kem Berry Plus Thái Lan, việc thay đổi chế độ ăn uống hoặc lối sống có thể hỗ trợ quá trình chăm sóc da của bạn. Một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, có thể cung cấp dưỡng chất cần thiết cho làn da từ bên trong. Ăn uống cân đối cũng giúp cải thiện trạng thái tổn thương của làn da và tăng cường quá trình tái tạo tế bào da. Ngoài ra, việc duy trì một lối sống lành mạnh với giấc ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và tăng cường hoạt động thể chất cũng là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, việc thay đổi chế độ ăn uống hoặc lối sống không phải là điều bắt buộc. Kemberry Plus Thái Lan vẫn có thể mang lại kết quả tốt khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với chế độ chăm sóc da hàng ngày. Sản phẩm Berry Plus Thái Lan có thể sử dụng được cho mọi độ tuổi, tuy nhiên, việc sử dụng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên tình trạng da và nhu cầu chăm sóc cá nhân của từng người. Đối với người trẻ tuổi, kem có thể giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho làn da để duy trì sự tươi trẻ và đề phòng các vấn đề da lão hóa sớm. Tuy nhiên thì nếu bạn dưới 18 tuổi thì chưa nên dùng. Đối với những người lớn tuổi, kem cũng có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da và giảm nếp nhăn cũng như trị nám hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm nên điều chỉnh dựa trên tình trạng da cụ thể và tham khảo ý kiến của chuyên gia da liễu nếu cần thiết. Điều quan trọng là chăm sóc da một cách đúng đắn và thường xuyên để giữ cho làn da luôn khỏe mạnh và trẻ trung. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.